Tiếp tục chương trình với những thông tin đáng chú ý khác. Chiều nay ngày 11 tháng 10, Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị đánh giá hoạt động phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022 và các năm tiếp theo. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh và Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Lê Hồng Sơn chủ trì hội nghị. Báo cáo của Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng cho biết, 9 tháng đầu năm 2022, số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc gần 240.000 người, vượt 0,47% kế hoạch. Số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là hơn 14.000 người, đạt khoảng 65% kế hoạch. Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp là hơn 230.000 người, vượt 0,43% kế hoạch. Số người tham gia bảo hiểm y tế là hơn 1 triệu người, đạt 98% kế hoạch. Theo đánh giá chung, công tác phát triển số lượng người tham gia các chính sách bảo hiểm cơ bản đúng tiến độ kế hoạch đặt ra. Tuy nhiên, công tác này vẫn tồn tại một số hạn chế và thách thức. Đáng chú ý, tổng số người tham gia bảo hiểm y tế toàn dân giảm hơn 15.500 người, tương ứng giảm 1,4% so với năm 2021. Trong đó, bảo hiểm y tế học sinh sinh viên giảm gần 7%. Bên cạnh đó, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chưa tương xứng với tiềm năng và thiếu bền vững. Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh nhấn mạnh, cần quán triệt nâng cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy và chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan trong công tác thực hiện chính sách an sinh xã hội về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các nguồn lực xã hội khác để hỗ trợ nâng cao tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế, xem đây là nhiệm vụ chung của toàn hệ thống chính trị xã hội, qua đó hỗ trợ nâng cao chất lượng đời sống cho nhân dân. Công tác mà đảm bảo sức khỏe của nhân dân là một trụ cột của an sinh xã hội. Và chúng ta làm tốt công tác an sinh xã hội nữa, thì vừa là trách nhiệm mà cũng là vừa tình cảm của chúng ta. Và chúng ta đảm bảo an sinh xã hội mới nói đến cái an toàn, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và góp phần phát triển kinh tế xã hội. Chúng ta nói gì đó nói, mà nếu cái bụng chưa no, cái sức khỏe chưa tốt thì chúng ta thấy cái lòng dân chưa yên. Mà lòng dân chưa yên thì chúng ta chưa thể nói đến vấn đề đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và thành phố đó nói là đã phát triển. Đây cũng chính là cái tính nhân văn của chế độ ta. Thành phố chúng ta thì xuyên suốt từ trước đến nay thực hiện nghiêm túc cái phương châm này, quan điểm này, có thành phố 4 an, 5 không và có văn văn xoay quanh vấn đề phục vụ thứ vị dân. Đánh giá cao kết quả công tác triển khai các chính sách bảo hiểm tại thành phố Đà Nẵng, ông Lê Hồng Sơn, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, các tỷ lệ tham gia bảo hiểm tại Đà Nẵng đều cao hơn tỷ lệ chung cả nước, đặc biệt dịch bệnh ổn định đến đâu, tỷ lệ tham gia bảo hiểm tăng đến đó. Điều này cũng thể hiện sự phục hồi cũng như thái độ nghiêm túc của cộng đồng doanh nghiệp thành phố trong việc thực hiện nghĩa vụ xã hội đối với người lao động. Tuy nhiên, để chính sách bảo hiểm trở thành trụ cột chính trong công tác an sinh xã hội, vai trò của cơ quan bảo hiểm xã hội cần được tăng cường, chủ động phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan, tăng cường công tác tuyên truyền, đi từng ngõ, gõ từng nhà để hướng dẫn giải thích cho các hộ dân về chính sách hỗ trợ của bảo hiểm và vận động nhân dân tham gia vì lợi ích của bản thân, gia đình. Đồng thời yêu cầu Đà Nẵng tăng nguồn lực cùng với Trung ương hỗ trợ đối tượng yếu thế để họ có thêm cơ hội tham gia các chính sách bảo hiểm, nhất là bảo hiểm y tế toàn dân và bảo hiểm xã hội tự nguyện.